Chúng tôi xuống bông màu bông bốn cái đôi chì bình tụ tổng ngó. Bà thay đấy khi ông bà được dựt khọc xốn miên ca chạy mì lê bông màu bông bốn cái đôi chì bình tụ tổng ngó. Tại tôi nâng thiên là bọn mùi tiết dương dìm bì côn mần đùn lúa. Đã cả lưu sật trầy ở dụng chất hẳn. Bà dì khơi tha mà dạ khó lòng đấy dương khơi miên cả này côn mần đùn lúa miên chất hẳn. Bà khả nông nô dương khơi tha này khá cứ miên thong côn thống tại côn vừa lùn lúa. Hai này khá tiết cứ miên thong côn tối và đã câu về thống mà nó bị lột lọt đá nhưng mơ cả này cứ chỉ rụp hiệp côn mần lột lọt mũi đại diện khơi thằng côn với tôi chiên thò mà đá bà cứ nhưng mơ rụp hiệp này cứ bờ sân chỉ dừng thiệp chỉ mùi nằng thằng côn chỉ mùi nằng côn với ở gì như thế thì bà cứ côn về thằng thống hơi thằng côn về tôi bà chân cả này nếu khơi trang để chụp lơ sợi đấy đại miên côn ở đồ loa nó cứ sợi dây dụ tràn thành mặt đòn bà chân là nó cứ chia cả ta mũi để dựng khơi vì ai miên cả ta một hai thì tràn lòng nó cứ vì ai chạy tôn là cả ta ốc môn vì ai chạy tôn cả ta mà có rô vì ai chạy tôn cả ta xanh tiết chỉ tràn đại vì chạy tôn côn đồ loa nó bà nó cứ chia được việc mũi đầm hai phục mà ôn cả đôi chia phần thúc chạy tôn là côn đồ loa nó đại miên thằng côn tôi chiên thò mặt đà bà chân ca chanh đầy bọc nhóm cư miền tập nắng bà xô mọc cun chung bộ ca tạm nà sạp bình tố nắng bà xô mọc cun chả đáng tên bà YouTube tập mọc đi bà cun.